Xin chào cô chú chị và các bạn. Hôm nay là ngày 17 tháng 4. Mình có một số tin tức muốn chia sẻ với cô bác trong ngày hôm nay. Thì cô chú chị hôm nay cũng có một số tin buồn đầu tiên là ở Ukraine này. Và có một số tin rất là vui và đặc biệt luôn. Thì hôm nay rất là nhiều tin. Mình sẽ chia sẻ cho bà cô bác từ từ nha. Thì cô chú chị sẽ bỏ một chút thời gian ra để cho mà mình chia sẻ từ đầu đến đuôi của chú chị. Thì đầu tiên là chia sẻ về Ukraine trước. Thì trong ngày hôm nay ở phía Nga đã tấn công vô một cái thành phố Chernihiv của Ukraine, đó là khu vực nó gần ráp ranh với lại Nga và khu vực gần lại thủ đô Kiev. Thì cô chú anh chị tấn công vô vào ban ngày buổi sáng sớm giờ mà thời gian người dân đi làm á, và có những người ta vẫn còn ở nhà đó. Thì tấn công vô một lần một cái vị trí cái khu vực đó luôn, là ba cái tên lửa, thì một cái tên lửa đầu, hai cái tên lửa và cái tên lửa thứ ba luôn. Thì cô chú anh chị rất là ác. Họ bây giờ cái mục tiêu của phía Nga là bây giờ tấn công, phải tấn công một địa điểm mà tấn công một lần 2 đến 3 cái tên lửa trong một cái địa điểm. Thì thành thử ra họ muốn tiêu diệt tận gốc người dân Ukraine gì đó. Rất là ác của chú anh chị ạ. Tấn công vô những cái khu nhà dân sự. Thì theo thống kê là sáng giờ khoảng từ sáng đến bây giờ đó nửa ngày hơn đó, thì bây giờ đã có hơn 16 người đã thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Và những người bị thương 60 người này của chú anh chị sắp tới cũng hình hy vọng là những người này cũng là dạng thương nhẹ để mà xuất viện. Hy vọng là không có người nào để thiệt mạng nữa, thì thật sự rất là buồn. Của anh chị rất là lo. Thì đó là tình hình ở Ukraine. Thì ở chiến trường thì cũng rất là khó khăn. Thì khó khăn thì cũng là khó khăn của anh chị, nhưng mà quân đội Ukraine cũng có những cái bước đột phá, cũng như là sản xuất được cái số lượng máy bay không người lái trong nước. Cái thứ hai nữa là đồng minh liên minh máy bay không người lái đó, mấy tháng trước là Ukraine thành lập ra một cái liên minh đó cô chú anh chị, gồm Na Uy, Phần Lan, rồi Canada, Litva, rồi Cộng hòa Séc, rồi Anh Quốc, Hà Lan, đó tầm khoảng 9 quốc gia cô chú anh chị à. Thì cái phần đó mình đã thông báo, mình chia sẻ rồi nên không có nói nữa. Thì bây giờ bắt đầu khoảng tháng này nè và tháng sau nữa đó, thì đồng minh bắt đầu họ đã gửi cái số lượng máy bay không người lái rất là nhiều cho Ukraine. Thì mỗi nước như vậy là gửi tầm vài trăm đến vài ngàn luôn chị, vài trăm đến vài ngàn, hầu như là mỗi tháng hoặc là 2-3 tháng họ sẽ gửi một lần. Thì cái số lượng những cái loại máy bay không người lái, mà những cái loại tiên tiến, những loại lớn, những loại bay tầm xa, những cái loại máy bay bay tầm xa của chú, giống như là Nga mà bỏ tiền ra đi mua máy bay không người lái của Iran gì đó, nhưng mà Ukraine được đồng minh, những cái liên minh máy bay không người lái họ gửi cho Ukraine, thì đây là một cái điều tuyệt vời đối với Ukraine. Thì chiến trường bây giờ thì rất là khó khăn. Thì bây giờ mình sẽ không có chia sẻ cái phần này nha. Thì bây giờ nó cũng rất là nhiều điểm rất là khó khăn. Bây giờ cô chú chị nghe nó cũng buồn thôi, mình bỏ qua phần này. Xin phép cô chú chị mình xin chia sẻ một cái thông tin rất là vui đến ông bà cô bác mong chờ. Thì đó là trong ngày hôm nay vào buổi sáng sớm á, phía Ukraine đã tấn công vô một vị trí sân bay quân sự của phía Nga ở đảo Crimea. Thì đảo Crimea là thuộc vùng đất của Ukraine, nhưng mà phía Nga đã chiếm hơn 10 năm nay. Tính cái trước sau cái ngày 24 tháng 2, bây giờ đã hơn 10 năm rồi. Thì một cái sân bay quân sự rất là lớn. Thì cô chú anh chị thấy trên màn hình có rất là nhiều những cái bệ phóng phòng không S-300, S-400 và những cái radar mà gây nhiễu, tìm thấy mục tiêu nữa. Rất là nhiều hệ thống và có những trực thăng ở đây nữa, và có hàng trăm quân lính ở đây. Thì sau khi mà Ukraine đột kích tấn công bằng Atacam với lại Tornado, thì Atac là cái loại tên lửa tầm xa của Hoa Kỳ và cái loại Tornado là của Anh Quốc. Mình hy vọng là cái có thêm cái loại tên lửa tầm xa Taurus của Đức nữa là thôi rồi, Nga phải không còn đường để chạy luôn á. Coi là sập cái cầu là Nga không còn đường để chạy về Nga nữa. Đó. Thì sao quý anh chị, tấn công vô thì hiện tại bây giờ thông tin đó thì tầm khoảng 30 lính Nga thiệt mạng và hơn 80 người bị thương. Thì cái số lượng mà người lính Nga bị thương ở những cái bệnh viện mà khu vực đảo Crimea đó, hiện tại bây giờ là thông tin của công chúng đưa lên đó là quá tải, không còn chỗ để mà chữa trị nữa. Thì vì vậy đây là cái video mà cô chú anh chị có thể thấy theo mà vệ tinh và tình báo của phía Ukraine cũng rất là nhiều quý anh chị. Thì ba chiếc trực thăng này đã bay đến khu vực đảo Crimea để mà đưa những cái người lính mà bị thương sau cái cuộc tấn công của Ukraine từ Atac á, cái loại tên lửa Atac đó, để mà đưa về Nga để mà chữa trị. Cái thông tin chính thức là có thể con số lên đến hàng trăm, khoảng từ 200 đến 300 quân lính bị thương. Cỡ đó là quý vị, từ 200 đến 300, và hiện tại bây giờ hàng chục người quân lính ở đó là
không có tìm thấy xác luôn, là không có tìm được, không có mất tung tích luôn, không có tìm được. Thì của chúng chị sau đó là về thiệt hại về quân lính, còn đối với quân sự thì như thế nào? Thiệt hại đến ba cái bệ phóng S-400 và hai cái bệ phóng S-300 và một cái radar để mà tìm kiếm mục tiêu của anh chị. Đó, đây là một cái thành quả rất là tốt đối với Ukraine. Vậy đây là một cái điều mà phải nói là rất là thành công. Thì cô chú chị biết không, cái những cái bệ phóng này nè, bệ phóng phòng không này là có thể là chặn tên lửa khi mà có những cái đợt tấn công, mà nó dùng luôn để mà tấn công vô dân sự của Ukraine nữa. Những cái khu vực tỉnh Kharkiv, những khu vực Sumy, Odessa, Dnipro, Zaporizhia là hầu như là bị rất là nhiều từ những cái bệ phóng S-3, tên lửa S-300, 400 này nó tấn công vô người dân rất là nhiều chị. Biết hàng trăm người dân Ukraine đã, và lính Ukraine đã thiệt mạng do những cái bệ phóng này nè. Thì bây giờ trong ngày hôm nay nó đi tiêu tùng hết rồi. Của anh chị rất là phải nói là những cái bệ phóng này rất là quan trọng đối với Nga. Thì mình hy vọng á, khi mà những cái bệ phóng này nó bị thiệt hại nhiều ở khu vực đảo Crimea đó, thì trong tương lai cơ hội của Ukraine đó là attack này nó đi luôn cái phần cái cầu Kerch của Nga. Cái cầu Kerch bây giờ nó rất là quan trọng, là cái đường tiếp tế quan trọng, rất là quan trọng đối với Nga. Cho nên nếu mà Ukraine tấn công phá hủy cái mục tiêu đó là cái cầu Kerch bắc từ Nga qua đảo Crimea, đó là một cái thành công rực rỡ đối với Ukraine. Cô chú anh chị thì có rất là nhiều thông tin từ Hoa Kỳ, có những báo đài người ta chia sẻ đó là có những cái thông tin đó người ta chia sẻ, người ta nói là cái cầu Kerch này tại sao Ukraine không có tấn công, thì có mục tiêu là tầm khoảng tháng 7. Thông tin đó nha, từ tháng 7 là Ukraine có khả năng là có thể có những cái thông tin tốt đẹp là cho sập cái cầu Kerch này ở tầm tháng 7. Thì mình nghe thông tin gì đó mình chia sẻ cho một cô bác. Còn thông tin từ phía Nga là họ sẽ cuối tháng 5 và đến tháng 6 họ sẽ bắt đầu có những cái cuộc tấn công lớn vào Ukraine. Đó là thông tin về phía Nga tấn công vào Ukraine. Còn Ukraine từ tháng 7 mới có thể đánh sập cái cầu này. Thì đó là những cái thông tin mà mình có thể nghe, bạn bà cô chú anh chị có thể nghe thôi. Còn cái sự kiện nó xảy ra sắp tới như thế nào, đúng cái ngày đó thì mình mới có thể là thật sự tin. Đúng cô chú anh chị, nhưng mà liên quan đến những cái tin tốt đối với Ukraine. Thì sau khi mà cái thời gian mà Hoa Kỳ ngừng cái gói viện trợ cho Ukraine đó, thì phía Nga của chị, quân lính của Nga, những cái máy bay phi công của Nga đó rất là khốn nạn. Cô chú chị biết sao không? Nó biết rằng là phía quân đội của Nga hiện tại bây giờ thiếu bệ phóng phòng không là có thể bắn hạ những cái máy bay của Nga đó, những chiếc Su, những máy bay đó tu rồi nữa. Thì phi công của phía Nga lái những chiếc trực thăng, những chiếc máy bay bay gần khu vực của quân đội Ukraine, những cái nơi mà địa điểm những chiến hào của quân đội Nga mà chiếm giữ, bay gần đến và thả những cái bơm một lần, vậy là một lần một đợt đó, là 500 kg. Những cái quả bơm của chú chị nó đến 500 kg, nó rất là nó nổ tan hơn hết khu vực đó luôn, bay đến mà cho nổ và cho phá hết tất cả những thành phố mà nó đã chiếm đó cô chú chị, cái khu vực đó đó. Tại vì nó biết được là bây giờ Ukraine không làm gì được nó hết, nó vỗ tay hoan hô như là một bầy sói vậy khi mà đắc thắng đó. Thì bây giờ Ukraine rất là kêu gọi đồng minh lại gửi cung cấp cho Ukraine những cái bệ phóng phòng không nhiều lên hơn, nhiều hơn để mà Ukraine có thể hạ được máy bay. Khi mà có được bệ phóng phòng không là những chiếc Su này không bao giờ dám lãng quẻn ở khu vực ở chiến trường luôn, mà bây giờ hả cô chú chị nổi loạn ở chiến trường đó. Tại vì quân đội của Nga không có sợ, tại vì biết rằng Ukraine không có phòng không, không có máy bay F-16, không có phi chiến đấu cơ để mà đánh chặn. Nó dùng máy bay, nó thả bom rồi dùng máy bay tu anh chị miss để tấn công tên lửa vào quân sự, vào dân sự khắp lãnh thổ của Ukraine hết. Một điều rất là bất công cho Ukraine. Và mấy ngày nay á, sau khi mà cái trận Iran, cô chú anh chị nhớ không, mấy ngày trước á, tấn công vào Israel khoảng tầm 400 mục tiêu trên không, là gồm máy bay không người lái và những cái máy bay tên lửa đó, gần 400. Thì cái thời gian đó là gồm có Mỹ, Hoa Kỳ nè, Anh Quốc nè, Pháp, quân đội của họ đó đã giúp Iran, Do Thái, đã giúp quân đội Do Thái để mà chặn những cái mục tiêu trên không. Thì cái điều đó đặt ra, đặt một câu hỏi rất là lớn đối với Ukraine. Thì tại Do Thái đó, hiện tại bây giờ họ không có thuộc trong NATO, nhưng mà Ukraine cũng không thuộc ở NATO. Tại sao Liên minh châu Âu đó, ở khu vực nè, châu Âu nè, tại sao không giúp Ukraine bắn chặn những cái tên lửa mà phía Nga
tấn công vào lãnh thổ, đặc biệt là những vùng giáp biên giới nè, giáp biên giới về Ba Lan nè, Moldova nè, Romania nè, Hungary rồi đó cô chú chị, gần gần cái khu vực này nè. Tại sao NATO, đồng minh liên minh châu Âu không giúp Ukraine đánh chặn, để mà đến mức độ mà Ukraine cạn kiệt tên lửa, để mà cái nhà máy nhiệt điện của anh chị cách đây hơn một tuần, khoảng một tuần đó, tấn công vào trên thủ đô Kyiv, nhà máy nhiệt điện của Ukraine đó. Nga tấn công vô 11 cái tên lửa, Ukraine chỉ chặn được 7 thôi. Nói mà muốn rơi nước mắt của anh chị. Ukraine để chỉ có 7 cái tên lửa để mà chặn thôi, còn 4 cái sau cùng đó, không có để mà chặn nữa, là kết cục là nó đã tấn công vô nhà máy, hủy hoàn toàn cái nhà máy luôn. Thì nhà máy này nó thiệt hại lên tiền tỷ đô. Mà cái câu hỏi đặt rất là lớn là tại sao đồng minh không giúp Ukraine, không giúp Ukraine đánh chặn đi, còn bây giờ không giúp đánh chặn thì cũng phải giúp cho Ukraine có tên lửa để mà chặn chứ, tự chặn đúng không của anh chị. Thì cái điều này làm cho tổng thống Zelensky và người dân của anh chị rất là buồn, cảm thấy rất là bất công đối với Ukraine. Tại vì Nga là một đất nước khủng bố, họ khủng bố Ukraine hơn 2 năm nay, giết hại rất là nhiều người, tàn phá lãnh thổ đất nước ra nhiều địa điểm, thành phố như là tan hoang hết, không còn cái gì hết, những cái khu nào mà quân Nga đi qua là không còn cái gì hết, nó coi như là một cái điểm số không luôn, nó không còn gì, chỉ còn những cục đá cuội, không còn gì hết đó. Thì người dân cảm thấy rất là bất bình và cũng thấy buồn tủi 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 chứ, bất công đó mua với chị. Đã là thế giới là Liên Hợp Quốc đâu, sao không giúp Ukraine rồi á. Những cái nước đồng minh tại sao không có giúp Ukraine để tấn công vào Nga đi, nhưng mà phải giúp Ukraine để bảo vệ Ukraine chứ. Bảo vệ thì bảo vệ trên bầu trời Ukraine, để mà bảo vệ cái thành phố, bảo vệ con người Ukraine, con người. Tại vì cuộc sống này, thế giới văn minh người ta rất là quan trọng con người. Một mạng sống con chó, con vọt người ta vẫn quý mà. Tại sao người dân Ukraine lại lỏng lẻo cái điều này, thì mình cảm thấy rất là bất công. Thì vậy Tổng thống Zelensky á, trong ngày hôm nay nè, ông ấy kêu gọi là ngày thứ sáu, nghĩa là ngày mốt đây này, sẽ có một cái cuộc họp với lại Liên minh NATO, là gồm NATO và Ukraine. Tổng thống sẽ kêu gọi là đầu tiên cũng như cái gì mình chia sẻ, sẽ đặt ra cái vấn đề câu hỏi cho Liên minh, đó là tại sao Liên minh giúp Do Thái đánh chặn những cái phòng không, nhưng mà tại sao không giúp Ukraine đánh chặn phòng không? Ok, nếu mà không giúp thì tại sao không giúp tên lửa để mà Ukraine tự đánh chặn? Tự vì Nga là một đất nước khủng bố, đã quy ra là một đất nước khủng bố rồi, hơn một năm nay, còn 2 năm nay. Nga là một đất nước khủng bố, tại sao họ không giúp Ukraine đánh chặn, là bảo vệ bầu trời cho Ukraine? Đó, cái điều khó được đặt ra vào ngày sáu này nè, thứ sáu tuần tuần này cũng diễn, nghĩa là ngày mốt á, thì sẽ có một cái cuộc họp, và trong đó sẽ có luôn cái những cái yêu cầu viện trợ của đồng minh, của liên minh, đó là hãy giúp cho Ukraine cung cấp những cái bệ phóng phòng không và tên lửa để Ukraine có thể tự bảo vệ bầu trời, và sẽ cho cái câu hỏi đó luôn cho liên minh để trả lời tại sao, tại vì Do Thái và Ukraine đều không có trong liên minh NATO. Đó là cái điều đặt ra. Thì một cái thông tin ngày hôm nay rất là vui nữa, mình sẽ chia sẻ luôn trong vòng của bác, đó là Hạ viện Hoa Kỳ, đó là ông Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson. Thì trong ngày hôm nay là buổi tối, trong ngày hôm nay nha quý anh chị, ở Ukraine nghĩa là ở Mỹ, Hoa Kỳ là buổi sáng, thì trên trang web của Hạ viện Hoa Kỳ á, đã có một cái thông tin rất là mừng đối với Ukraine, mình sẽ chia sẻ. Thì ngày thứ sáu này, nghĩa là cũng ngày thứ sáu, nghĩa là ngày mốt nha quý anh chị, ngày thứ sáu nghĩa là ngày 19 nha, thì sẽ có một cái cuộc họp bỏ phiếu để mà viện bắt đầu có kế hoạch viện trợ cho Ukraine, là cái gói viện trợ 61 tỷ. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra đó là ông chủ những cái lần trước đó, đều tất cả mọi người đều đồng thuận hết là chấp nhận viện trợ cho Ukraine, nhưng mà chỉ có riêng về Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson là ông ngắt, là ông trì hoãn, ông toàn là né tránh cái ngày để mà họp, để mà bỏ phiếu không à, toàn là di dời ngày, đến bây giờ là hơn 5 tháng. Thì cái điều đặc biệt là trong ngày hôm nay ông ghi những cái nội dung mà ông sẽ đưa lên biểu quyết trong ngày thứ sáu này, thì nó rất là mới mẻ và rất là hay, có lợi cho ông rất là nhiều, nên mình xin chia sẻ và mình xin đọc cái bài này cho bà cô bác. Thì có một cái văn bản dự thảo luật viện trợ cho Ukraine, thì trong này gồm có những cái gì? Đầu tiên là cái số tiền hỗ trợ lên đến 61 tỷ Ukraine. Thì số tiền viện trợ đầu là khoảng 61 tỷ US. Và trong cái vấn đề nữa đó là đề nghị Tổng thống Mỹ là ông Joe Biden
là cung cấp tên lửa ATAK tầm xa cho Ukraine. Cái điều này phải mừng cho Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson 100 điểm. Đề nghị Tổng thống gửi cho Ukraine loại ATAK, tên lửa tầm xa ATAK tầm xa, là cái điều này rất là mừng. Bởi vì thì phải nói mình rất là mừng đối với ông bà khi mình chia sẻ cái thông tin này luôn với anh chị. Thực vì hơn gần 2 năm nay là Hoa Kỳ không có gửi tầm xa, chỉ là tầm khoảng 150 km, còn có thể là 250 hoặc 300, nhưng mà nó rất là ít luôn anh chị, nó không có nhiều, rất là ít. Cho nên là khiến Ukraine không thể nào tấn công những cái địa điểm mục tiêu mà quân sự tầm xa của Nga. Cho nên là họ nó rất là giỡn mặt thôi anh chị. Nó phía Nga nó giỡn mặt lắm, như nãy giờ mình chia sẻ đó. Bay máy bay khắp nơi hết rồi tấn công vô người dân phép rồi. Thấy quân đội Ukraine nó không sợ luôn, chai lì luôn, là biết Ukraine không có để mà đánh chặn, không có cái gì để mà phá hủy đó, nhưng đâu có sợ đâu. Cho nên cái điều đó mình hy vọng là sẽ được vượt qua. Thì trong cái gói viện trợ này lại có nêu cái đề nghị này thì mình cảm thấy rất là mừng. Và cái điều thứ hai đó là Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc phải đưa ra chiến lược hỗ trợ trong vòng 45 ngày sau khi văn bản được thông qua. Còn nữa đó là nguyên thủ quốc gia phải đồng ý về việc hoàn trả khoản viện trợ đã cung cấp. Là cái gói viện trợ này là phải trả lại cho Hoa Kỳ, chứ không có cái kiểu mà cho nha. Đó là cái điều ông đưa ra. Và việc tịch thu tài sản của Nga để trang trả chi phí là điều có thể tự dự đoán được. Đó là ông nêu ra luôn hai vấn đề, đó là cái tiền của tịch thu của phía Nga đó, có thể nêu xem xét lại cái luật, xong rồi trả lại cái tiền viện trợ vũ khí cho Nga, cũng như là tổng thống Zelensky cách đây hôm 2 tháng không chị, khi mà ông đến Hoa Kỳ lần vừa rồi đó, thì ông có nói chuyện với tổng thống Joe Biden là hãy bộ quốc hội Hoa Kỳ luôn đó, là hãy dùng cái số tiền của Nga đó mà cung cấp cho chúng tôi vũ khí để mà chúng tôi tự bảo vệ đó. Thì cái điều đó bây giờ được nêu ra trong ngày hôm nay nữa. Và một cái điều nữa ông nêu luôn, đó là khoảng 23 tỷ đó, trong cái số tiền này sẽ được sử dụng để bổ sung kho dự trữ vũ khí của Mỹ, và 13,8 tỷ khác sẽ dùng để mua các hệ thống vũ khí mới. Là có nghĩa là cái số tiền những cái vũ khí mà kho hiện tại bây giờ có của Hoa Kỳ gửi cho Ukraine, thì sau đó sẽ dùng cái số tiền 23 tỷ này á là mua lại những cái vũ khí mới và đắp lại cái kho. Đây là làm sao làm cái kho phải luôn đầy, phải luôn đầy đủ cái kho vũ khí của Hoa Kỳ. Chiến lược của Hoa Kỳ là nếu mà có một cuộc xung đột nào đó phải có ít nhất là cái kho vũ khí mà dự trữ của họ để mà có thể sự cố trong tương lai không ai biết. Đó là ý là gì. Thì đây là một cái thông tin rất là mừng, mình xin chia sẻ cho bà cô bác quý anh chị. Thì trông chờ vào ngày thứ sáu nữa, thì nếu mà được duyệt hết tất cả những cái người mà đợt trước mà đồng ý đó, thì coi như là có việc đã được thông qua quý anh chị. Đã được thông qua. Thì thông tin này bây giờ mình đi đến được 95% rồi. Còn 5% nữa không biết như thế nào, nhưng mà 95% nha quý anh chị. Ra thì thiếu cái phần phía quân đội này đã tấn công bằng máy bay không người lái, cái loại drone mà cách đây khoảng 2-3 tuần trước của chị, khoảng hơn 2 tuần trước của Ukraine đã tấn công vào cái thành phố đó là Tatarstan. Thì và đó là một cái nhà máy lắp ráp máy bay không người lái và lắp ráp những sản xuất máy bay luôn. Thì đợt này quân đội này lại tấn công vô một cái khu vực cũng cái thành phố Tatarstan này luôn. Thì cái nhà máy này của anh chị là một cái nơi sản xuất Tu-22M và Tu-160M. Thì hai cái nhà máy này phải nói là cái nhà máy rất là lớn của anh chị. Và trong cái video của anh chị thấy tiếng còi báo động là di dời hết những cái người công nhân ở cái nhà máy này luôn, là di dời bỏ chạy hết. Thì đó là cái thông tin mà có thể thấy được còn thiệt hại hay không đó. Thì hiện tại bây giờ chưa có thông tin là đã thiệt hại những cái gì, nhưng mà cái thông tin rất là tốt đó là đã ghé thăm, mấy bạn người lái đã ghé thăm. Thì nếu đã ghé thăm lần thứ hai rồi thì mình tin chắc là sẽ ghé thăm lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, đến khi nào nhà máy này nó không còn nữa thì thôi. Giờ nó vẫn còn hoạt động của anh chị. Thì ở khu vực Tatarstan này thì nó cách Ukraine đến hơn 1.200 km, rất là xa. Tại vì Nga cũng biết được đó, diện tích của họ rộng, cho nên là họ chơi sản xuất mà mở những cái nhà máy nào liên quan đến quân sự lường thường là cách xa quân đất nước Ukraine rất là nhiều. Nhưng mà Ukraine vẫn có những cái máy bay đi đến đó luôn, tham quan đến những cái nhà máy này luôn đó. Cho nên là vì vậy ở khu vực này, Tatarstan này, nó có rất nhiều nhà máy sản xuất quân sự rất là nhiều. Mà Ukraine sẽ ghé thăm hết tất cả, sẽ ghé thăm hết thứ luôn, sẽ ghé thăm hết tất cả.
Thì trong thời gian sắp tới này, cô chị thấy bây giờ là giữa tháng 4 rồi, nếu như mà gói viện trợ của Hoa Kỳ được thông qua thì tháng 5, tháng 6 này sẽ có rất là nhiều chuyện vui để mà coi, để mà tin mừng, để mà xem. Có rất là nhiều tin mừng để mà ông bà cô bác có thể xem theo dõi. Và một cái thông tin mừng nữa mình chia sẻ cho ông bà cô bác, đó là Ukraine mới bắt đầu hôm nay là phát minh ra những cái bệ phóng phòng không mà tầm ngắn luôn anh chị, những bệ phóng phòng không tầm ngắn để mở những cái chiến hào của quân đội này, rồi bảo vệ những cái xe tăng, những cái vũ khí của những chị của quân đội chiến trường đó. Thì Ukraine đã sáng chế ra những cái bệ phóng phòng không để mà ngăn chặn những cái mục tiêu của phía Nga ngay ở chiến trường, thì nó là chỉ mục tiêu ngắn thôi. Thì ngày hôm nay của anh chị nó đã xong, với là nó đã hoàn thành, nó xong 2.000 cái bệ phóng phòng không tầm ngắn, thì đã bắt đầu chuyển giao những cái tất cả những cái đơn vị quân đội của Ukraine, tất cả ở tiền tuyến ở Ukraine luôn, tất cả những cái tiền tuyến ở chiến trường hiện tại bây giờ. 2.000 cái bệ phóng phòng không tầm ngắn này sẽ được chia hết cho tất cả những cái đơn vị ở quân đội của Ukraine khắp chiến trường hết. Thì đây là một cái thông tin vui cho bà cô bác đó. Thì Ukraine ngồi sẽ xuất máy bay không người lái tấn công cho quân địch, thì tất nhiên phía Nga vẫn có máy bay không người lái. Tiên là phía Ukraine là dùng máy bay không người lái để mà tấn công, thì và sau đó mới thấy nó kết quả nhiều quá, bắt đầu mới tạo chế tạo ra nhiều nhiều nhiều, và sau đó có rất là nhiều công ty nhỏ 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 lẻ bắt đầu họ tạo ra, bắt đầu họ làm lắp ráp, rồi họ nhiều hơn chị nhiều. Thì bây giờ sau đó khoảng gần 1 năm trở lại đây đó, bọn Nga cũng bắt đầu cũng sáng tạo chế tạo ra rất là nhiều, cũng có những máy bay không người lái rất là nhiều chị, tấn công vào quân đội Nga cũng có nha, nhưng mà tất nhiên họ không có nhiều bằng Ukraine. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là mình không hiểu sao nhưng mà phía Ukraine sử dụng máy bay không người lái rất là tốt, hiệu quả tấn công những mục tiêu đặc biệt quân sự của phía Nga. Tại vì một phần là phía Nga là một quân đội đi xâm lược, cho nên là họ luôn luôn tấn công, họ di chuyển khắp nơi ở tiền tuyến, cũng như là ở những cánh đồng, ở tất cả những cái tiền tuyến khắp nơi hết ở chiến trường. Còn quân đội Nga là đang phòng thủ, cho nên là Nga khó, rất là khó để mà tấn công, rất là khó để mà tìm mục tiêu quân đội Nga để mà tấn công. Vì vậy đó là một cái lợi thế của Ukraine để mà tiêu diệt quân Nga. Đó là cô chú anh chị, 2.000 cái bệ phóng phòng không tầm ngắn, thì đây là một cái thành công nhất định ít nhất của quân đội Ukraine để mà có thể sáng chế ra những cái vũ khí, ít nhất là bảo vệ được người lính, bảo vệ được những cái vũ khí ở cái khu vực chiến trường đó. Đây là cái thông tin mừng của anh chị. Thì ngoài ra có một thông tin liên quan đến ông thủ tướng Đức, đó là ông Scholz đã đến đến Trung Quốc để mà nói chuyện với Tập Cận Bình. Thì tất nhiên là liên quan đến cái việc mà yêu cầu Trung Quốc không có trợ giúp cho phía Nga về vũ khí, cũng như là hỗ trợ cho Nga trong cái cuộc chiến này, tại vì Nga là một đất nước đi xâm lược. Thì phía Trung Quốc đáp trả là cái gì của chú anh chị? Phía Trung Quốc lại kêu là phương Tây cũng ngừng viện trợ cho Ukraine để mà kêu gọi đàm phán. Thì cái điều này của chú anh chị thấy nó đi vào đâu? Trung Quốc nói chuyện với Trung Quốc làm gì cho mệt? Ukraine đã nói rồi, không có cần đàm phán với mấy cái người Tập Cận Bình Trung Quốc hay là Nga, không có cần đàm phán với nó, không có đàm phán gì hết, tại vì nó không có chịu đàm phán đâu, nên là muốn cướp đất. Thì cơ hội của Nga mà cướp được Ukraine là Trung Quốc sẽ có một cái cục mỡ rất là ngon đó, đó là cái cơ hội để mà tấn công vào Đài Loan. Nhưng là Trung Quốc không bao giờ mà bỏ qua cái cuộc xung đột này, Trung Quốc rất là thích, Trung Quốc rất là trông chờ đứng phía sau lưng coi Nga thì có chiếm được Ukraine hay không, hay là như thế nào đó, sẽ bắt đầu làm tiếp tục, với là bắt chước theo Nga để mà làm với Đài Loan và những nước châu Á khu vực. Đó là điều Trung Quốc rất là thèm muốn. Vì vậy là Ukraine nói rất là nhiều lần đồng minh đó, Đức và tất nhiều nước đó, không không cần đàm phán với mấy người này, đàm phán cũng như không. Mà cho nên là thủ tướng Đức đến cất công đến với Trung Quốc để mà nói chuyện, cuối cùng Trung Quốc lại trả lời lại nói là phương Tây cũng đừng có hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Nếu mà ông hỗ trợ vũ khí cho Nga, cho Nga chiếm thì nhiều hơn, xét nhặt luôn, thì đâu nó đâu công bằng chỗ nào, nó có đúng gì với luật pháp quốc tế, luật lệ gì hết. À, và ngoài ra có một cái thông tin cũng liên quan đến Nga và Hoa Kỳ và Anh Quốc. Thì hiện tại bây giờ Hoa Kỳ, Anh Quốc và Liên minh đó đã thông báo thêm một cái luật cấm vận nữa mới, đó là cấm vận cái mặt hàng đồng nhôm sắt kiểm của Nga của anh chị à. Tại vì ở Nga cũng có rất là nhiều cái mặt hàng này nè, nhôm sắt kiểm, vàng bạc, kim cương, đá quý rất là nhiều, thì cấm vận dầu rồi á,
đó là nền kinh tế của Nga, thì bây giờ cấm vận luôn cái phần đồng nhôm sắt kiểm của Nga luôn, thì đó là một cái điều bóp nghẹt nền kinh tế của Nga thêm ít nhất là khoảng 10% nữa. Thì đây là một cái điều rất là tốt, cô chú anh chị, rất là tốt. Thì luật nó đã thông qua mấy ngày trước rồi, thì hôm nay mới có thông tin, một thông tin tốt luôn. Mình thích nói những thông tin tốt mà, còn thông tin buồn bỏ qua. Tại vì sao? Tại vì Ukraine là một đất nước đã xâm lược, bây giờ mình có nói chuyện buồn, chuyện đau khổ nhiều thì nó cũng chẳng thay đổi gì hết. Nó không thay đổi gì hết cô chú anh chị à. Cho nên là mình sẽ nói những cái thông tin gì mà hấp dẫn trong bà cô bác chị, trong bà cô bác, trong cái video này. Đây là hình ảnh của những người Nga, những người công dân Nga nha. Sau khi mà những cái trận vỡ đập ở Orenburg với lại Ost á, thì hơn 10 ngày nay, đúng không quý vị, hơn 10 ngày nay, khoảng 2 tuần nay trở lại đây á, thì sao, những cái nguồn mạch nước mà của người dân hiện tại bây giờ là bị ngắt luôn. Sau cái ngày lũ lụt tới bây giờ thì chính quyền coi như là theo như thường lệ là không quan tâm đến người dân, cuộc sống người dân không quan tâm, thì không có sửa chữa, không có gì hết, như là người dân không có cái nguồn nước. Thì đây là cái video của quý vị thấy người dân á, dùng trữ nước này, sống ở ban công rồi trữ nước mưa, khi mà mưa xuống họ trữ bằng những cái xô chậu như thế này để mà họ có thể có nước để dùng sinh hoạt. Thì tất nhiên là những cái người có tiền hơn á, thì người ta sẽ đi siêu thị, người ta mua nước đóng chai rồi ta uống, còn những người khó khăn thì người ta phải hứng nước tủ đỡ nữa. Còn có những video của như thấy có người là hút những cái nước ở dưới đường á, để mà có thể là họ họ sống ở xa cái khu vực là lũ lụt. Tất nhiên là những người ở lũ lụt á, thì người ta có thể, nếu mà nói đến là tại sao ông dùng nước đó để giờ xài, đúng không, nhưng mà mình nghĩ cái những người này ở xa, tất nhiên nó ở xa cho nên là già cả không xách được xa đó, cho nên là hút nước ở dưới dưới thềm, mà sau những cái trận mưa đó hút hố nước đó, hút về để chắc để dùng để vệ sinh toilet rồi đó, dạng gì á, chứ không phải dùng để uống nha, tất nhiên rồi, không phải đâu, thì họ dùng để dùng vệ sinh thì thôi. Thì cái điều này chứng tỏ là cái điều là chính phủ không có lo cho dân, không lo cho dân. Bây giờ xảy ra sự cố là mạch nước rồi không có để người dân xài luôn, hơn 10 ngày nay người dân không có để xài, có điều không có cần gì mà không có nói cái lời gì mà nói để nói hết đó, người dân thiệt hại, người dân. Mà những người này nếu mà hỏi ra ủng hộ Putin, coi họ coi Putin là ông chú nhà vua, coi như là vị anh hùng không à. Cho nên là những cái người mà coi Putin là chú anh hùng của họ, thì họ sống trong cái cuộc sống mà hứng nước kiểu này thì cũng là điều đáng, hậu quả của họ là đúng đáng đáng đời họ những cái điều ủng hộ anh hùng, anh hùng để tạo ra người nhân loại là hứng nước mưa thời buổi bây giờ đó. Còn những cái người dân mà hiện tại bây giờ mà nhà hàng ngàn cô chú chị, hàng chục ngôi nhà và đất ruộng rồi là ngập lụt hết, hiện tại bây giờ là lún hết gần tới mái rồi, bây giờ là không có rút, là không có nghi cơ nào mà rút hết, tại bây giờ nó đang trong mùa xuân chứ là nó không thể nào nó rút được. Và khi mà nó rút rồi, nhà cửa của người dân thì thiệt hại biết bao nhiêu, thiệt hại bao nhiêu anh chị, nếu mà nhà nhà mà bị ngập lụt trong thời gian dài anh chị, nó hư hết trong nhà luôn, thiệt hại rất là lớn đối với những người dân mà công dân bình thường, kinh khủng của anh chị ha. Đó thì bây giờ mùa xuân rồi, nhưng mình đã chia sẻ rất là nhiều lần, đó là tuyết rơi, mùa xuân là bắt đầu mùa tuyết rơi rồi, nước á, mưa nó xuống nè, mỗi ngày mưa nhiều lắm, mùa xuân á, mưa nhiều mà tuyết tuyết thì tan ra, cho nên đất nào nó không thấm nổi, nó ướt nhịp và nó không thấm nổi. Bây giờ mà vỡ đập ra đúng cái ngày này luôn, cái thời gian này là coi như là bó tay, làm sao làm phải dài tháng sau, 3 4 tháng sau đến cái mùa nắng nóng mùa hè đó thì quả mây nó rút từ từ, chứ coi như là hết chuẩn bị đến mùa thu mùa đông lại coi như bó tay luôn, đông đá hết luôn. Những cái nhà mà bị ngập lụt mà chờ tới mùa đông năm sau, có chị nghĩ cái khu vực nước nó đông đá hết luôn thành một cái nơi mà triển lãm luôn, cái khu vực triển lãm ở Nga luôn á. Nếu như mực nước này mà phải trong vòng mùa đông trở lại mà nó chưa rút đó, coi như là khu triển lãm luôn, quốc tế luôn, đến đó mà tham quan luôn á. Cô chú anh chị thấy đúng không? Đó. Đó, đó là những điều mà mình nghĩ thì mình nói mà có bác vui thôi. Không có chuyện gì mà không thể xảy ra hết. Nhưng mà hy vọng là khoảng 1 tháng sau hay là vài tuần sau thì nước nó rút cho bà con, những cái người mà hiểu được lẽ phải, người ta sống được cuộc sống tốt hơn. Mình hy vọng những cái người hiểu lẽ phải sẽ có một cuộc sống an lành, hạnh phúc, nhiều sức khỏe gì đó. Thì ok cô chú anh chị ơi, thì hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ cho bà cô bác những hình ảnh như là những cái
nội dung trong ngày hôm nay thì đặc biệt có rất nhiều tin vui đó, thì mình xin chia sẻ cho bà cô bác. Cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian ra nghe mình chia sẻ trong ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều. Đăng ký kênh của mình để ủng hộ kênh, bấm like nữa, like và đăng ký nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Tạm biệt.